chào các bạn, mình đang có mặt ở gian hàng của Honda và chiếc xe này đứng kế bên mình đây là một trong những chiếc xe sẽ rất hot trong thời gian tới nếu nó được sớm mang về Việt Nam. Bởi vì đây là một cái dòng xe mang phong cách rất bụi bặm, rất cổ điển và hướng đến những cái bạn trẻ đang tìm cho mình một cái chiếc xe có phần phá cách như thế này. Đây là Honda CL, chiếc xe được ra mắt lần đầu tiên vào khoảng cuối năm ngoái. Nó sẽ thừa hưởng tất cả những cái giá trị về phần động cơ tương tự như là những cái chiếc xe Rebel. Chúng ta sẽ có Rebel 500, có Rebel 300 và đối với cái dòng CL này thì cũng có hai phiên bản là Honda CL 500 và CL 300. Về cái phần động cơ thì nó có thể giống nhau, tuy nhiên về phong cách thiết kế thì nó lại khác hoàn toàn. Nếu như Rebel nó mang đến một cái gì đó có phần hơi đứng tuổi một chút xíu, nó là cruiser, nó là popper gì đó, thì trên chiếc xe này Honda CL nó là phong cách Rambler. Thì phong cách Rambler sẽ làm cái gì đó rất phóng khoáng, rất là bồi bặm và nó cũng kết hợp với những cái chi tiết hiện đại trên xe như là đèn LED này kia. Bây giờ mình sẽ nói cụ thể hơn một xíu về từng cái khu vực ha. Đầu tiên là từ phía trước đi. Mình sẽ có một cái đèn tròn cổ điển. Và cái đèn này nó giống với những cái chiếc Rebel 500 hiện tại mà thôi. Ở bên trong thì nó được tách bạch ra làm 4 cái bi cầu và nó sẽ chịu trách nhiệm cho những cái phần đèn cốt và đèn pha khác nhau. Phuộc xe vẫn là phuộc ống lồng thông thường, đường kính là 41mm. Và ở phía trước mình sẽ có một cái phần mâm với kích thước rất lớn lên tới 19 inch. Cái trang bị phanh đĩa trước sau và có ABS là một cái trang bị tiêu chuẩn đối với những cái dòng xe mô tô như thế này. Đi về phía ngang hông thì đây là cái ánh nhìn đẹp mắt nhất trên chiếc CL500 mà mình đang có ở đây. Mình có một cái phần bình xăng được đặt cao như thế này. Và yên xe thì một phần được làm theo cái dạng bánh mì và cái phần sau này thì nó được làm phẳng. Mình thấy yên xe thì có phần hơi nhỏ đó, nhưng mà đối với những anh em mà có cái thể trạng bình thường như mình thì có thể ngồi thoải mái. Còn anh em mà hơi mập hơn xíu thì có thể ngồi hai người sẽ hơi chật. Rồi, khi mà mình ngồi lên xe thì chắc chắn là cái tư thế nó sẽ vô cùng thoải mái. Nó tạo cho mình cảm giác giống như là những cái chiếc Rambler mà mình đã từng ngồi qua, như là cái mẫu Rambler của Ducati chẳng hạn. Tại vì ghế đông nó đặt ở cao và cái thế ngồi của mình cũng rất là thoải mái, rất là bệ vệ. So với cái cảm giác ngồi có phần hơi chồm lên phía trước như thế này của cái dòng Rebel thì cái tư thế lái của chiếc CL500 này nó lại dễ chịu hơn. Tư thế để chân của mình cũng khá thoải mái. Bình xăng thì rất là thun gọn, nó không có bị bè ra quá nhiều. Về cái phần phuộc sau xe là dạng phuộc lò xo trụ đôi được đặt nằm đối xứng ở hai bên. Mâm sau thì có kích thước là 17 inch, đi kèm với lớp rất to bản, có kích thước là 150-70. Rồi đi về cái phần đuôi thì mình sẽ có kết cấu đèn hậu nè, rồi đèn xi nhan hai bên với viền LED bên ngoài, cũng giống như là thiết kế của chiếc Rebel 500 hiện đại. Ống xả là cái chi tiết rất khác biệt và có thiết kế táo bạo phá cách nhất trên chiếc Honda CL này. Nó được đặt nằm vắt sang bên hông và tất nhiên là nó cũng có một cái mảng ốp nhôm ở bên ngoài để cách nhiệt, để bảo vệ cho người ngồi sau không bị phỏng khi mà chúng ta đặt cái chân vào đây. Trên cái dòng 500 phân khối này thì nó sẽ là ống xả kép. Đây các bạn nhìn thấy hai họng ra. Vì có dung tích xy lanh gần 500cc cho nên là động cơ của xe nó to và nó đặt gọn gàng nằm bên trong này. Mọi thứ nó đều rất là rắn chắc. Đối với chiếc 300 thì cái phần động cơ nó có phần hơi nhỏ cho nên nó sẽ hơi yếu ớt một chút xíu. Nằm ở giữa cái ghi đông này thì chúng ta nhìn thấy một cái đồng hồ dạng tròn thiết kế rất quen thuộc. Nó giống với cái chiếc Rebel hiện đại và ở bên trong nè, các bạn nhìn thấy nó là một cái vòng bán nguyệt LCD. Sẽ hiển thị số đăng gài hay là tốc độ nè, rồi thời gian. Và bên ngoài mình có thể có một cái nút để chỉnh những cái thông số bên trong này khi cần thiết. Tại khu vực trưng bày cái dòng xe Honda CL này thì các bạn nhìn thấy là Honda họ đã để chiếc CL 500 nè, chiếc CL 300 ở đây và đằng sau mình là những phiên bản CL được độ theo những cái phong cách khác nhau. Chúng ta có ở đây một chiếc như là Tracker hay là đằng sau này một chiếc được độ theo cái phong cách có phần đi tour một chút xíu với những cái chi tiết như là bọc bảo vệ tay lái hai bên, rồi chúng ta có những cái túi đó, để đi tour nhiều ngày. Và mình nhìn thấy cái ý đồ của Honda trong việc tung ra cái dòng xe CL này và show cho anh em xem những cái bản độ đã có sẵn. Tại vì nó có thể sẽ tạo ra một cái trào lưu mới, một cái phong cách chơi xe mới đối với những anh em đang tìm kiếm cho mình một cái mẫu xe có thể dễ dàng độ chế và nó có vừa đủ những cái trang bị tiện nghi để chúng ta có thể sử dụng, lái nó một cách an toàn. Hiện tại thì mình thấy anh em chơi những cái dòng xe theo dạng Tracker thế này thì thường đi mua những cái xe cũ và độ nó lên. Tuy nhiên nó lại bị thiếu đi những cái tính năng an toàn, nó bị thiếu đi những cái độ tin cậy về động cơ, về khung sườn. Và đây có thể là tương lai mà anh em có thể hướng tới, đó là xe mô tô phân khối lớn và nó sẽ có phong cách bụi bặm, chất chơi và anh em dễ dàng độ. Anh em nghĩ sao về dòng xe này thì bình luận bên dưới. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn.